Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long thuộc dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch Nội Bài đã được thành phố Hà Nội triển khai với tổng mức đầu tư lên đến 3.113 tỷ đồng. Trong đó thì tính riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm tới hơn 1.800 tỷ đồng. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thị sát tại dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long. Đây là dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt từ năm 2010. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án điều chỉnh vào giữa tháng 6 năm 2016. Hiện dự án đã bắt đầu triển khai thi công. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm bên phải tuyến từ Mai Dịch đến Công viên Hòa Bình để thi công hoàn thành nhánh bên trái tuyến, tạo ra hai làn xe hỗn hợp ngay trong năm 2017.